Chuyện về cô gái nhỏ quàng chiếc khăn màu đỏ, bánh chất đầy trong giỏ, mãi hái hoa vườn cỏ, bị anh sói sừng sỏ, mém xơi như ăn thỏ, bị người đời mắng mỏ. Nhưng nào ai biết rõ lý do thực sự trớ trêu thay. Không sao đâu mẹ, an toàn rồi. Mẹ đã dặn con rồi là phải đi đường thẳng, lại la cà đi đường lòng vòng, xém một chút xíu nữa là làm mồi ngon cho bầy sói rồi. Dạ không có, không có mà. Bà với mẹ hiểu lầm con rồi. Sau khi nghe lời mẹ dặn, con đã đi một mạch tới nhà của bà. Nhưng mà mẹ biết đó, nhà bà đâu phải cứ đi thẳng là tới đâu, nên con phải dùng điện thoại chỉ đường. Nhưng mà mạng yếu quá, sau khi đi sai đường, con bị lạc vào rừng, gặp phải con sói, nó mới dụ ăn thịt cả con cả bà luôn. Thấy chưa, may mà có bác thợ săn, chứ không là toi đời rồi. Thôi qua đây với mẹ. Giá như ngày ấy có 4G việc thêm. Mi Max 4G, giá rẻ, sống khỏe.